Không phải từ những chiếc xe sang những chiếc xe đắt tiền thì chúng ta mới được nghĩ đến chuyện là Wap PPF hay là Wap đổi màu full xe. Ở đây mình có một chiếc Kia Carrera đời 2011, khá cũ rồi. Đây, chiếc xe này ngoại thất đã bị xuống cấp một cách trầm trọng. Rất nhiều vết xước, vết móp, vết bả lại đây. Bác chủ xe thì đã quyết định là Wap đề can đổi màu full xe cùng với màu zin nguyên bản của xe. Đây cho mọi người xem đề can đây. Tại sao bác chủ xe lại chọn phương pháp Wap đề can đổi màu full xe chứ không phải là sơn? Ưu điểm của cái phương pháp này thì là thi công rất là nhanh chóng, chỉ vòng 2 ngày thôi. Xử lý cũng rất là nhanh. Ví dụ như các bạn bị đâm đụng va quệt thì cũng dán lại cũng rất là nhanh chóng. Không như sơn, chúng ta phải đợi chờ rất là lâu. Thôi, bây giờ mọi người cùng xem thành quả sau 2 ngày mà thi công chiếc xe đã được thay đổi như thế nào nhé. What the f-